Quý vị và các bạn thân mến, buổi sáng ngày hôm nay, phiên giao dịch 20 tháng 12 năm 2018, trên thị trường thế giới có hai tin buồn và hai tin vui. Hai tin buồn đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc tới đó chính là việc Fed chính thức tăng lãi suất lần thứ tư trong năm 2018 với mức tăng là 0.25%. Và điều này tác động ngay lập tức tới thị trường chứng khoán Mỹ, và phiên giao dịch tối qua thì thị trường chứng khoán Mỹ chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp tục suy giảm ở mức hơn 300 điểm, tức là suy giảm mất 1,47% trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tin buồn thứ hai, thực ra thì nếu như xét ở một cái khía cạnh nào đó thì nó là tin vui, là bởi vì là sau khi tăng lãi suất lần thứ tư năm 2018 thì Fed phát đi tín hiệu là sẽ chậm bớt cái đà tăng lãi suất vào năm 2019 và năm 2020, giảm bớt cái dự báo của câu chuyện là thị trường kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Mỹ nói riêng, để đạt được đưa ra một cái dự báo là 2019 năm 2020 sẽ chậm bớt cái đà tăng lãi suất và có thể số lần tăng cũng như tỷ lệ tăng sẽ ít hơn. Mặc dù đây nó là tin vui về câu chuyện lãi suất, nhưng nó lại là tin buồn về việc là Fed cũng bắt đầu nhận thấy những cái dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế Mỹ. Tin vui thứ hai mà chúng tôi muốn cung cấp với quý anh chị em và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là giá dầu đã có cái khuynh hướng gọi là chậm hẳn cái đà suy giảm. Và chính thức thì trong phiên tối hôm qua thì giá dầu có phần là hồi phục trở lại sau cái đợt giảm sâu trước đó, thì từ mức 45 phẩy mấy đô la Mỹ một thùng đấy, 45,4 đô la Mỹ một thùng, là trong phiên ngày tối hôm qua thì đã có lúc chạm mốc 46,8 đô la Mỹ một thùng. Đây, đó là hai tin vui. Tuy vậy thì có một vấn đề thứ ba mà chúng ta muốn trao đổi ngay với anh chị em và các bạn, đó là rất nhiều quý anh chị em và các bạn sẽ đặt câu hỏi là liệu chúng ta có nên giải ngân trong phiên ngày hôm nay hay không. Thì điều đầu tiên chúng tôi có thể dự báo sớm với anh chị em và các bạn là nhiều khả năng thì đầu phiên Việt Nam sẽ suy giảm và hướng về vùng 900. 900 sẽ là vùng hỗ trợ ngắn hạn của thị trường, giúp cho thị trường giảm bớt cái đà suy giảm, chậm bớt cái đà suy giảm. Tuy vậy thì sau khi nghiên cứu và phân tích cái xu hướng của thị trường trong suốt năm 2018 và đặc biệt là những lần mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất, thì sau đó kể cả thị trường chứng khoán thế giới cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam đều có những cái đợt suy giảm, và sau cái đợt suy giảm đó thì có cái sự gọi là cố gắng để mà giữ lại cái chỉ số, kéo lại cái chỉ số, kể cả Dow Jones và kể cả VN Index trong suốt năm 2018, và đều bất thành. Do đó thì đây là lần thứ tư thì chỉ số của chúng ta đã chạm ở mức vùng sâu, tức là khả năng trong phiên hôm nay sẽ chạm khoảng 900 hơn, có thể sẽ chậm bớt đà suy giảm. Tuy vậy lần này sẽ là cái cột mốc cuối cùng của năm 2018, và rất khó để có thể dự báo rằng liệu cái đợt này có giống như những đợt khác là thị trường sẽ được dịch chuyển và kéo trở lại hay không, thì chúng ta phải chờ trong ít phiên. Nhưng theo dự báo của nhân chúng tôi thì đây là lần thứ tư và nhiều khả năng cái rủi ro nó sẽ tăng hơn rất là nhiều so với những lần trước đó. Bởi vì từ giờ tới cuối tháng 12 năm 2018 thì chúng ta sẽ có một số vấn đề cần phải lưu tâm. Thứ nhất là các quỹ đầu tư cũng sẽ chốt NAV. Có nhiều kỳ vọng cho rằng là các quỹ đầu tư sẽ kéo. Trong điều kiện kinh tế hiện tại, việc quỹ đầu tư bỏ tiền ra để kéo thị trường là điều có thể là sẽ rất ít có thể xảy ra. Điều thứ hai nữa là chốt 30 tháng 12 năm 2018 thì các ngân hàng thương mại cũng như các tổ chức cho vay sẽ gọi là chốt doanh số, chốt số liệu. Và đây cũng là một vấn đề cần phải rất là lưu ý. Cả những doanh nghiệp là ngân hàng, cả những doanh nghiệp bên ngoài cần phải chốt số liệu vào cuối tháng 12, tức là chốt số của năm 2018. Thì đây nó sẽ là một cái áp lực không hề nhỏ lên cái câu chuyện gọi là thị trường.
thì rất nhiều có thể, rất có thể thì anh chị em và các bạn sẽ thấy được rằng là sau cái đợt suy giảm mạnh vừa qua thì thị trường của chúng ta sẽ chậm hẳn cái đà suy giảm trong phiên ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng là như vậy. Trong phiên ngày hôm nay chúng tôi đang hy vọng là như vậy. Chỉ số thì đã chạm cái mốc rất là thấp, khá là thấp. Nó thấp thưa anh chị em và các bạn, đã thấp rồi. Nó thấp rồi. Đây, trên màn hình quý anh chị em, trên màn hình chúng tôi thì đang thấy là tỷ số thấp. Nhưng mà dưới những cái phân tích của nhóm chúng tôi thì khả năng thị trường đợt này sẽ có cái việc là sẽ suy giảm có thể sâu hơn mức 880. Và trước những cái áp lực ở phía trước sau cái đợt tăng lãi suất này, cộng với câu chuyện chiến tranh thương mại được ghim ở cái mốc là mùng 1 tháng 3 là thời hạn cuối cùng đình chiến giữa Mỹ và Trung Quốc, thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có rất nhiều những vấn đề mà sắp tới thị trường sẽ bất cập hơn. Có thể không phải là các cổ phiếu ngành ngân hàng, các cổ phiếu ngành công nghệ, mà sẽ là các doanh nghiệp đầu tiên chịu những cái áp lực khó khăn trên toàn cầu, đó chính là các doanh nghiệp ngành dầu khí. Bởi lẽ với cái việc giá dầu trong giai đoạn sắp tới đây thì sẽ tiếp tục suy yếu. Và khi mà giá dầu mà tiếp tục suy yếu thì nó sẽ dẫn tới những cái vấn đề liên quan tới việc các doanh nghiệp dầu khí thì khai thác không có đủ chi phí và sẽ nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn và sẽ bị phá sản trong giai đoạn sắp tới. Thì các cổ phiếu ngành dầu khí trên thế giới cũng như là các cổ phiếu ngành dầu khí Việt Nam cũng là điều rất là đáng quan tâm. Bên cạnh đó nữa thì thị trường chứng khoán Việt Nam thì có 3 cái trụ cột chính. Một đó là các cái trụ cột ngành liên quan đến ngành thực phẩm và bảo hiểm, gồm có Masan, Bảo Việt, Vinamilk và gì nữa, Masan, Bảo Việt, Vinamilk và Sabico. Thì cái trụ này thì hiện tại thì cũng đang khá là yếu. Trụ thứ hai đó là trụ ngân hàng. Thì trụ ngân hàng thì có một vài cái tín hiệu của ngành ngân hàng bắt đầu không được tích cực lắm. Và cái trụ thứ ba đó là trụ Vin. Chúng ta cần phải lưu tâm rất là kỹ tới cái trụ Vin này. Bởi vì cái trụ Vin là nó đóng một cái vai trò rất chi là quan trọng đối với thị trường. Hiện tại thì chúng tôi sẽ có một video nói riêng về những cái doanh nghiệp đang có cái khuynh hướng là đa ngành nghề. Và cái việc đa ngành nghề này nó sẽ dẫn đến vấn đề gì, thành công thì như thế nào mà thất bại thì ra sao. Nhìn trên biểu đồ của Vincom thì chúng ta sẽ thấy được rằng là nếu như mà đợt này mất mốc 98 thì Vincom sẽ đi rất là xa. Vì vậy nên là một số các quỹ đầu tư sẽ rút khỏi Vincom, dẫn đến câu chuyện Vin sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới thị trường. Một cái điểm nữa mà chúng tôi muốn điểm qua đó là ở Việt Nam thì chưa có kênh nào đăng, đó là CNN, trên kênh CNN. Nguồn tin trên CNN thì trong ngày hôm qua thì có cái sự đụng độ giữa tàu tuần tra của Mỹ, tàu khu trục tuần tra của Mỹ và đụng độ với lại tàu, đây anh chị và các bạn chờ tôi một chút, tàu chiến Lan Châu của Trung Quốc và tàu tuần tra USS Decatur của Mỹ thì hôm qua có sự va chạm trên Biển Đông. Và theo cái luật hàng hải quốc tế thì tàu khu trục Mỹ có quyền ưu tiên, nhưng mà Lan Châu đã buộc, sorry anh chị em và các bạn, cái trang CNN nó tự nhảy ra một cái trang, nhạy thì tàu chiến Lan Châu của Trung Quốc thì tiến đến từ phía sau và nhanh chóng chuyển sang mạn phải khi nó gắng cắt ngang mũi tàu USS của Decatur. Theo luật hàng hải quốc tế thì tàu khu trục Mỹ có quyền ưu tiên, nhưng Lan Châu đã buộc thuyền trưởng Mỹ về cơ bản là phải đẩy cái con tàu 500 feet nặng gần 8,5 tấn của mình đảo ngược và tránh cái con tàu của Lan Châu của Trung Quốc để tránh cái việc va chạm. Thì cái câu chuyện này thì nó chỉ là mới câu chuyện bắt đầu. Nếu như thực sự tàu tuần tra của Trung Quốc và tàu chiến của Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp
trên Biển Đông và đặc biệt là khu vực quanh các cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì nếu họ không kiềm chế sẽ rất dễ xảy ra cái câu chuyện va chạm và có thể là leo thang thành một vấn đề chính trị phức tạp trong thời gian sắp tới. Theo báo CNN thì hai tàu này sẽ cách nhau 48 mét. Trong sự kiện vào tháng 9 ngoài khơi quần đảo Trường Sa đang tranh chấp của Biển Đông với Hải quân Hoa Kỳ, nói rằng vào thời điểm đó tàu chiến Trung Quốc đã tiến hành một loạt các cuộc diễn tập ngày càng hung hăng và kèm theo là những cái cảnh báo mà về cái việc là tuyên bố chủ quyền tại cái khu vực này. Các cái cuộc va chạm đụng độ vào năm 2016 thì đang có những dấu hiệu của cái việc tiến triển và tình hình cũng sẽ không có khả quan và không cải thiện vào năm 2019. Và các cái căng thẳng này thì cho thấy là ít dấu hiệu nới lỏng, và nếu như cái sự kiềm chế mà không đạt thì sẽ dẫn đến những cái va chạm trên Biển Đông. Thì cuộc chiến trade war, tức là cuộc chiến thương mại, nhiều khả năng sẽ leo thang thành cuộc chiến tranh chấp về không phận, về hải phận quốc tế. Và nó sẽ gây ra những cái mâu thuẫn về mặt chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ cao hơn, gây ra những cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm trong thời gian sắp tới. Đó là những cái gì mà chúng tôi theo dõi và cập nhật tình hình thị trường trong phiên sáng ngày 20 tháng 12 năm 2018. Mong rằng là những cái cập nhật của nhóm chúng tôi để đem lại những cái hữu ích nhất định cho quý anh chị em và các bạn trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Kính mong quý anh chị em và các bạn xem đây là những cái thông tin tham khảo phục vụ cho cái mục đích giao dịch mua bán của mình trong thời gian sắp tới. Nếu được, xin để lại một like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để có thể tiếp tục cập nhật những video mới nhất mà nhóm chúng tôi sẽ định kỳ hàng ngày cho ra đời. Thân chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn.